Chào tất cả anh em trên kênh YouTube nha. Em còn mớ bò mini mini nhỏ nha. Anh em địa phương có nhu cầu mua lại trại em nha. Thì trên lưng có mã số đó, anh em có nhu cầu điện liên hệ em cũng được. Đây, bò em bò nhỏ nhỏ, bò đẹp không anh em cô chú? Bò này cũng chiều cao thước mốt nha, hai anh mini nhỏ nè nha. Hai anh này thì đẹp lắm nha. Thì hai con này nó giá có 23 năm nha anh em cô chú. Ăn bò này thì tốt nha. Hai con này nó cũng đều bò lắm nha anh em cô chú. Vàng xương lai tốt nha. Đây hai anh này hiện thước 2 nha. Có mã số đó nha, anh em cô chú có nhu cầu mua thì điện đọc mã số đi em cũng báo giá luôn cho nghe. Hai con này thì có 30.500.000 nha anh em cô chú. Bò này hiện thước 2 nha. Đây cặp bò móc đây, bò này nó dư thước 2 nha. Bò này đòn vàng lai có nha anh em cô chú. Thì bò này cũng ba ngoài cặp nha anh em cô chú. Bò này thì dư mét 2 trơn nha anh em cô chú. Dàn đầu cũng giống nhau nha, hai con bò này cũng tốt nha, nó cũng giữ mét 2 trơn nha. Đây mã số 2155 đây, anh này cũng mã số 2155 luôn nha. Bò này bán đùi tốt không nha, nhỏ nhỏ và bán đùi dày dặn không nha anh em cô chú. Mét 2 5 phân nha. 2153. 2136 nè. Đây, hai con bò này tốt nha anh em cô chú. Lưng nách đùi đầy đặn nha. Đây em có cặp bò tơ số 2 đây. Bò này mét 4 nha. Thiếu đủ mét 4 nha, không thiếu nha. Không thiếu mét 4 nha anh em cô chú, bò này dạng nó còn tơ nha. Thì hai con bò này mấy hôm trước em cũng báo giá là 44.500.000 nha. Hai con bò này thì đòn tốt. Già tháng nha anh em cô chú. Đây em cặp số 4 đây. Bò này thì nó dày bò. Bò này lưng nách đầy đủ nha. Dạng đùi tốt nha anh em cô chú. Cái này cái thẹo chút nha anh em cô chú. Thẹo cũ nha. Bò này nó dư mét 4 nha. Giá thì nó 53.500.000 nha anh em cô chú. Hàng bò này về dặn đi đôi nha, lưng nách đầy đủ nha anh em cô chú. Tới anh này già đây. Ảnh là nhóm găng rồi nha. Bò này thì cũng 27 năm nha.
anh này anh lẻ nha. Đó, bán đùi bẹ tốt nha anh em cô chú. Cặp số 4 này đầu cũng tốt nha, hai con này đi đâu được nha. Còn là chân móng hoàn thiện nha anh em cô chú. Đây anh già lẻ đây, anh này anh thay 4 cái găng rồi. Bò này thì về ủ mau nha. Bò này có giá là 34.500.000 nha anh em cô chú. Em bắt bò tiễn không nghe anh em cô chú, bò em bắt bò thùng dạo không nghe. Rồi, chào tất cả anh em cô chú đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Và ủng hộ mua bò của em nha. Em kết thúc video nha.